Để nói về chất lượng và độ hoàn thiện của em này thì cực kỳ tốt Với giá thành vô cùng hợp lý Chỉ với 12 triệu 500 nghìn đồng Là các bạn có thể sở hữu ngay một em xe điện rất hot này rồi Xe điện ba bánh super được nhập khẩu 100% nguyên chiếc Cấu tạo khung xe được làm từ công nghệ đức Cứng cáp và chắc chắn Được làm bằng hợp kim cao cấp, chống dỉ và chịu lực tốt Đảm bảo cho các bạn an toàn di chuyển trên đường Nếu như mà không may có va quệt Thì cũng không bị ảnh hưởng đến lớp sơn bên ngoài Đúng như cái tên Super thì dòng xe này có nhiều mẫu mã và phiên bản khác nhau như là đỏ, cam, xanh hoặc xám, toàn là những màu hot trend và nổi bật. Cấu tạo màu sơn cũng vô cùng bền vững theo thời gian, bất chấp thời tiết. Dù các bạn có đi nhiều dưới nắng mưa thì lớp sơn vẫn giữ nguyên như dáng vẻ ban đầu. Xe điện ba bánh super ngoài một chỗ ngồi rộng rãi như thế này, thì các bạn chỉ cần thao tác một vài thao tác nho nhỏ là đã có thể biến từ một chỗ ngồi thành hai chỗ ngồi vô cùng rộng rãi. Ngoài ra thì phần yên trẻ em được thu gọn vô cùng tiện lợi với phần tay bám chắc chắn và an toàn. Xe được trang bị hai giỏ sắt với thiết kế giỏ ở phía trước thì nhỏ gọn chắc chắn có thể để được những vật dụng nhỏ, còn giỏ ở phía sau được thiết kế với kích thước rộng rãi hơn có thể để được nhiều vật cùng một lúc như là nón bảo hiểm hoặc là áo mưa. Ngay trên phần tay lái thì được trang bị 3 tốc độ chạy giúp các bạn có thể điều chỉnh dễ dàng như là chế độ 1 là tốc độ chậm nhất 15 km/h. Chế độ 2 là tốc độ bình thường với tốc độ là 25 km/h và chế độ 3 là tốc độ nhanh và khỏe nhất với 35 km/h dùng để leo dốc. Ngay bên trên là chế độ tiến và lùi giúp các bạn dễ dàng di chuyển hơn. Một chi tiết không thể bỏ qua của dòng xe điện 3 bánh super này đó chính là mặt đồng hồ điện tử hiển thị sắc nét, rõ ràng giúp các bạn có thể nắm được các thông số như là cách báo pin hay là đèn. Ngoài ra thì mặt đồng hồ còn chống nước 100%, phanh chân kết hợp với hai phanh tay vô cùng tiện lợi phanh được trang bị trên xe là phanh tăng chống được trang bị trên xe ô tô. Đèn LED trên xe được tích hợp vào hai bên xi nhan, được bố trí được cả trước và sau. Tất cả các đèn LED trên xe đều là đèn LED hiện đại, đèn pha cốt là loại đèn LED bi cầu với ánh sáng trắng với công suất chiếu sáng hơn các loại đèn thông thường lên đến 80%, giúp các bạn có thể yên tâm đi vào ban đêm có thể nhìn thấy rõ mọi cản trở. Động cơ xe vô cùng khỏe, được trang bị với các bình ắc quy có công suất là 48V 30A, có thể di chuyển 70km trên một lần sạc rất phù hợp với các cung đường nội thành. Động cơ xe có công suất như nhà sản xuất công bố là 600W và công suất cực đại có thể lên đến 1.200W. Với công suất như thế này thì tôi nghĩ là không cung đường nào có thể làm khó được chiếc xe này. Bên cạnh đó, lốp được cấu tạo là lốp không xăm với kích thước 300 8, rất phù hợp với các cung đường dù là gồ ghề hay là dốc thoải. Ngoài ra thì việc lên dốc với xe ba bánh super cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Nếu như các bạn muốn di chuyển xa thì cần lắp đặt thêm một bình ắc quy phía sau là được hai bánh ở phía sau xe được lắp đặt song song thông qua bộ vi sai cân bằng giúp các bạn có thể đảm bảo an toàn kể cả khi cua gấp hoặc là khi lên dốc cũng không bị trôi tuột. Và bây giờ chúng tôi sẽ test độ chống trôi trượt của cầu vi sai. Như các bạn có thể thấy thì tôi đang bỏ phanh ra như thế này nhưng mà xe vẫn trôi rất từ từ rất từ từ. Ok và bây giờ chúng tôi sẽ thử khởi hành ngang dốc để xem chiếc xe này có thử lên dốc được không nhé. Xe điện ba bánh Super đang dần trở thành xu thế vì nó đáp ứng toàn bộ nhu cầu của người tiêu dùng, cả về chất lượng, tính năng lẫn thiết kế bên ngoài. Hiện tại trên thị trường xuất hiện rất nhiều các dòng xe điện ba bánh Super, tuy nhiên để tìm được một đại lý có giá tốt thì rất là khó khăn. Nếu các bạn băn khoăn về giá thành thì dòng xe điện này chỉ có giá 12 triệu 500 nghìn đồng. Còn nếu như mà còn thắc mắc, các bạn hãy liên hệ ngay với xe điện Đức Mario để nhận được tư vấn hoặc là đặt hàng ngay nhé.